phần cuối. Trong phần này, các bạn sẽ được nhìn thấy hình ảnh của anh Trần Cảnh sau gần 50 năm. Sau một thời gian dài, tôi không bị gọi lên thẩm vấn trên bộ chỉ huy trại hoặc làm lời khai tại nhà cùm như lúc mới chuyển về đây. Không hiểu vì thấy tôi muốn tự tử hay do chúng đã có kế hoạch trước, nhưng chỉ một tuần sau đó chúng đã hỏi cung tôi nhiều lần do những cán bộ từ nơi khác đến chúng đề cập đến nhiều vấn đề đã xảy ra trong nhóm tổ chức mà chính tôi rất ngạc nhiên bối rối. Con người tàn tạ cũng như một cây héo vì khô hạn trong nắng hè, khi bắt được nguồn nước tưới sẽ hấp thụ rất nhanh để trở lại tươi tốt đâm chồi nảy lộc. Sau một tuần ăn phần cơm tù và được tăng cường cháo đường, tình trạng kiệt lực trong tôi phục hồi rất nhanh, không còn những cơn đau buốt trong đầu và tay chân cử động bình thường. Một buổi sáng Chúng đưa tôi lên căn nhà giữa của bộ chỉ huy trại giam. Đã nhiều lần vào đây, nhưng hôm nay có vẻ được sửa soạn đàng hoàng hơn. Trên chiếc bàn đối diện cửa ra vào do tổ thợ mộc đóng với màu gỗ nguyên thủy, được phủ tấm khăn bàn bằng ni lông xanh. Trên đó đặt một cặp da loại dành cho cán bộ Việt Cộng. Một người đàn ông mập mạp hồng hào trên dưới 50 tuổi, ngồi tréo chân trên ghế đẩu. Mép phải bàn, thiếu tá đãi trại trưởng, Đứng trên môi điếu thuốc rê, dáng người khắc khổ đen đúa mà từ trước mỗi lần nhìn tôi lại liên tưởng đến câu tuyên truyền ví von trong sách báo miền Nam trước năm 1975. Bảy tên Việt Cộng đu trên cành đu đủ không gãy. Ngay trước cửa một cảnh vệ cầm súng gác, thoáng thấy cặp mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, vừa mang vẻ soi bói nghề nghiệp, vừa hù dọa cướp tinh thần. Tôi dự đoán sẽ có những điều khác lạ hơn những lần lấy lời khai trước, sau khi cho lệnh tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt đối diện bàn hơi chênh cửa và vài thủ tục bất biến về sơ yếu lý lịch bản thân hắn nhập đề anh vốn là một sĩ quan được sài gòn đào tạo nhiều năm tất nhiên mọi việc anh làm đều có ý thức và chủ đích cụ thể là qua sự tổ chức của anh và đồng bọn để vượt trại vừa qua hôm nay tôi đến đây làm việc với anh về những vấn đề mà dù chúng tôi đã nắm rõ nhưng bản thân anh chưa thành khẩn khai báo. Đây là cơ hội cuối cùng để anh chứng tỏ sự ăn năn hối cải. Tòa án nhân dân luôn triển khai tính khoan hồng của đảng và nhà nước nhưng cũng sẽ trừng trị không khoan nhượng với những ai ngoan cố và phản động. Chúng ta có đủ thời giờ làm việc. Anh tập trung suy nghĩ trả lời rõ ràng thành thật, dứt điểm từng câu hỏi. Ý nào chưa rõ, anh được phép hỏi lại. Anh nghe rõ chưa? tôi thầm cười với những nhóm chữ không có thằng việt cộng nào nói khác thằng việt cộng nào mà hắn vừa thốt ra và tự nhủ bọn bây làm gì thì cứ làm đã không sợ chết tao chẳng còn gì để sợ và bình thản trả lời rõ hắn khoan thai mở cặp lật sấp hồ sơ khá dày không biết chứa đựng gì trong đó nhẩm đọc chốc lát như cố ý kéo dài thời gian im lặng căng thẳng rồi chăm chăm nhìn tôi anh liên hệ với tên nguyễn văn x thế nào rất tiếc là tôi đã quên tên suy nghĩ mấy phút vẫn không nhớ ra nguyễn văn x là ai tôi mạnh dạn báo cáo anh tôi không hề biết anh x nào cả sau tiếng cười gằn hắn nhấn mạnh cho anh biết chúng tôi đã bắt giam tên x rồi và hắn đã khai rõ tất cả về anh anh nên thành thật để được khoan hồng thật tình tôi không nhớ đào xới trí óc một hồi vẫn không nhớ một liên hệ nào tôi nhất quyết với hắn Tôi nghĩ có sự lầm lẫn tôi chưa bao giờ nghe tên này. Trong khi hắn vừa chăm chăm nhìn vào mắt tôi để đo lường giá trị lời khai, vừa cười chế giễu cái ngờ ngạch của đối tượng, tên đãi hành học chen vào. Giờ này mà còn ngoan cố chạy tội à? Không hề biết mà nó lại mua đồ đạc để cho anh tổ chức trốn chạy. Như một tiếng sét trong đầu, tôi nhớ lại một người, nguyên là hạ sĩ quan sửa chữa thiết giáp, thuộc thiết đoàn 29 xa, đơn vị của Tùng, dù không là cấp chỉ huy trực tiếp, nhưng vốn mỗi thiết đoàn chỉ có 4 vị chi đoàn trưởng cho 3 chi đoàn tác chiến và một chi đoàn chỉ huy công vụ. Nên hầu như mọi quân nhân trong thiết đoàn đều biết. Anh cũng đã biết Tùng trong trường hợp đó. Mùa đông năm trước, lúc này đồ đạc thực phẩm chuẩn bị cho cuộc vượt thoát của chúng tôi đã sẵn sàng ở vị trí chôn giấu. Vào một ngày trời mưa tầm tã, tôi và Tùng đang trên đường đến vị trí làm việc tại một khu rừng băng qua bờ những ruộng lúa có lác đác vài túp lều tranh bất chợt thấy một người đàn ông không có áo mưa người ướt đẫm run cầm cập trên tay có một số cần câu cặm cũng cách thức như cần câu thường dùng nhưng cần và dây câu ngắn hàng chiều đem cắm dọc bờ nước để bẫy cá sáng sớm hôm sau lấy về chỗ thì có cá mắc bẫy chỗ thì không và vài con cá nhỏ bẫy được khi chạm mặt nhau trên bờ ruộng anh ta đã nhận ra tùng và mừng rỡ gọi lớn không tỏ vẻ e dè sợ sệt như thường thấy ở số dân chúng trong vùng đã vậy anh còn xưng hô đại úy với em rất tự nhiên như những ngày còn trong binh ngũ anh mạnh dạn chào hỏi tùng và tôi do tùng giới thiệu với tất cả tình cảm thầy trò và đồng đội cũ anh phải đi kinh tế mới theo lệnh chính quyền cả gia đình vừa đến vùng này vài tháng sống trong một túp lều tranh nhỏ Thật tình tôi chưa từng biết anh và anh cũng chỉ gặp tôi bất ngờ lần đầu tiên qua sự giới thiệu của Tùng hôm đó. Dù anh nói đã nghe đến tên vì tôi cũng là một chi đoàn trưởng thiết giáp hoạt động và đồn trú gần đơn vị anh. Chỉ một lần gặp đó mà thôi. Ý tôi không muốn có những liên lụy đến anh trong hoàn cảnh gia đình anh cũng đang chịu muôn vàn áp bức, theo dõi của chế độ mới. Hơn nữa, thời điểm này, Tôi không muốn có bất trắc vô cớ xảy ra ảnh hưởng cho tổ chức nên không có ý tìm gặp lại anh. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi rất quý mến và thầm khen chút tình nghĩa của anh dành cho tôi và Tùng trong hoàn cảnh xa cơ, đó cũng là một niềm an ủi vừa hãnh diện vừa bùi ngùi. Một vài lần rất hiếm trên đường đi lao động bất chợt gặp một thuộc cấp cũ, họ cũng là những đối tượng kẻ thù của xã hội mới, họ cũng chịu mọi bạc đãi đàn áp của chính quyền nhưng họ cũng tìm đủ mọi cách để được chào hỏi nhau một tiếng hoặc dúi cho ông thầy một củ sắn củ khoai, một cái bánh cục đường. Vốn hiện tại cũng rất hiếm quý với họ, đó là nét tinh hoa của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Một lần thấy Tùng đem về trại một số dây gấc câu cá, lưỡi câu, hai bộ thung làm ná và một đôi dép bình trị thiên. Lúc này trong trại chưa hề có tù binh trốn, hơn nữa tình trạng thiếu dinh dưỡng trầm trọng của những tù binh, không có gia đình thăm nuôi tiếp tế, cần tự tìm kiếm chất bồi bổ nên những vật dụng này đem vào trại tương đối dễ dàng. Tùng cho tôi biết đã gửi nhờ anh X mua giúp. Không biết từ nguồn tình báo nào mà chúng lại biết được sự việc này. Tôi thoáng nghĩ việc bắt giam anh X có thể là thật vì qua những lần lấy lời khai. Chúng rất quan tâm vấn đề móc nối với dân chúng quanh vùng. Nhưng chúng nắm chưa rõ ràng chính xác để buộc tội anh X nên căn cứ vào tôi để lấy yếu tố vì Tùng đã chết. Bản thân tôi thì chẳng có gì phải sợ nhưng lòng rất chắc ẩn khi hình dung đến những hệ lụy đến với X và gia đình anh. Luật của bọn Cộng sản là luật rừng, luật của kẻ mạnh. Chúng bắt ra mọi người đâu cần phải bằng chứng. Anh X bị bắt, vợ con anh sẽ phải sống thế nào trong cái tròi tranh nhỏ ở xứ kinh tế mới rừng thiêng nước độc này. Tôi chưa hề chuẩn bị để đối phó trường hợp này vì hầu như đã lãng quên nên rất bối rối. Tôi nghĩ mình nhận đại thì cũng được vì chẳng còn gì để cân nhắc lo sợ hơn nữa tất nhiên, khi đã tổ chức vượt trại, tù, bằng đường rừng, chúng tôi phải kiếm tìm mọi phương tiện và vật dụng cần thiết, nhưng sợ là chúng giàn bẫy để kết tội X. Tôi dò dẫm thêm. Thưa các anh, thật tình tôi không hề biết anh X nào đó đã mua vật dụng gì cho tôi như các anh đã nói. Hoặc nếu có, thì lâu ngày tôi đã quên mất. Tôi có tội, tôi nhận tội và đã khai báo tất cả sự thật từ ngày bị bắt, không còn giấu diếm. Tên cán bộ dở bài bán cũ và không còn úp mở anh nên thành thật để được khoan hồng của đảng và nhân dân. Anh khai rõ trường hợp nào, lúc nào, mấy lần anh đã tiếp xúc với tên X để móc nối và tên X mua dây câu lưỡi câu cho anh. Thế là rõ ràng, chúng đã nắm rõ sự việc và chắc chắn chúng chỉ điều tra trận đầu vì trước hết khi nhờ mua, Tùng không khờ khảo tiết lộ mục đích của mình. Sau nữa, giả thuyết chúng đã bắt giam X, thật sự thì anh cũng chỉ khai mua cho Tùng, chứ làm gì biết tôi để khai nhưng không biết trả lời cách nào để nhẹ đi sự hệ lụy cho x tôi trình bày thưa anh về lưỡi và dây câu tôi nhớ có một lần tùng đưa tôi xem các vật đó và nói là gia đình anh gửi vào để anh cải thiện thêm tôi chỉ biết vậy và quên khuấy đi chúng đã dùng hình thức khủng bố tinh thần nạt nộ giận dữ quy kết tội ngoan cố phải chịu hình thức trừng phạt nặng nề vân vân nhưng tôi nhất quyết không khai gì thêm nữa tôi trình bày với hắn anh là một cán bộ điều tra dĩ nhiên anh có cách lấy lời khai còn tôi là người có tội tôi đã trả lời thành thật tất cả những gì anh hỏi theo sự hiểu biết của mình không biết có sự nhầm lẫn không nếu cần anh cứ cho tôi đối chất xin xác nhận tôi không hề quen biết anh x nào đó và anh x không bao giờ mua bất cứ thứ gì cho tôi có lẽ qua câu khẳng định đó kết hợp ăn khớp với những gì chúng biết có thể qua lời khai của x chúng không hỏi thêm vấn đề này từ đó cho đến sau này mỗi lần nhớ đến tôi rất bâng khuâng ray rứt về nỗi oan khiên cho gia đình anh X. Không biết bản thân anh bị nhận lãnh những hậu quả ra sao, tệ hại đến mức độ nào. Giờ đang viết lại những dòng này tôi ước sao bằng mọi cách nào đó liên lạc được với X để chia sẻ những hoạn nạn quá khứ gia đình anh gánh chịu hoặc nếu cần giúp anh một món quà để tỏ lòng biết ơn. Tôi nghĩ điều này có thể làm được nếu tôi còn nhớ tên họ của anh. Thật đáng tiếc sau giờ giải lao tên cán bộ nêu vấn đề khác cũng rất khó xử với tôi và tôi tự hỏi tại sao chúng lại biết được những sự việc rất kín đáo này kín đáo vì chỉ năm người trong nhóm chúng tôi biết mà thôi nhưng chính thức biết rõ ngoạn ngành thì chỉ tôi thục và tùng riêng thám và thuyết nếu biết cũng chỉ lờ mờ qua tùng và thục mà thôi tùng đã chết thục bản tính cương trực khí khái khó bị lung lạc để khai báo với chúng tôi nghĩ những chuyện sinh tử này thì dù người vô tình đến đâu cũng không tiết lộ cho kẻ khác sự thắc mắc đó tôi không tự giải đoán được và cho đến giờ tôi cũng không có điều kiện để biết rõ hắn nói bây giờ anh xác nhận về cái địa bàn ai tiếp tế cho các anh vào thời gian nào tại đâu lại một nan giải tuy nhiên vấn đề này tôi có tiên liệu trước tất nhiên phải đổ tội cho tùng nhưng cương quyết bằng mọi giá không để liên lụy đến cô nữ sinh tốt bụng tôi khơi mào dò dẫm Thưa anh, thật sự tôi không hề biết có cái địa bàn. Khi rủ tôi đi, Tùng cho biết anh có cái đồng hồ đeo tay thường dùng, có kim chỉ hướng bắc, có thể sử dụng thay địa bàn và trên đường đi Tùng đã dùng cái đồng hồ đó. Bản tính nóng nảy của người không ở trong nghề. Tên Đại giận dữ ngắt lời tôi, "Chúng tôi nói cái địa bàn chứ không phải cái đồng hồ, điều gì cũng ngoan cố chối quanh, chính anh đã cung cấp mà bảo là không biết. Tất nhiên mọi việc chúng tôi đã nắm vững." Chỉ đo lường sự ăn năn hối cải của anh mà thôi. Nhẹ nhàng bình tĩnh hơn, tên cán bộ nói. Chúng tôi biết anh tìm cách mua địa bàn và đưa vào trại. Anh cứ khai rõ chúng tôi sẽ giúp anh nhẹ tội. Bằng không thì tội của anh đã rõ ràng qua những lời khai báo của đồng bọn. Anh không thể chối cãi được. Câu nói của hắn làm tôi trột dạ. Chẳng lẽ chúng biết luôn cả việc tôi đưa địa bàn vào trại? Nhưng như đã dự liệu trước, muốn tránh liên lụy đến cô gái thì nhất quyết chối phăng là thượng sách dù chịu hậu quả đến đâu. Hơn nữa trong cùm tôi đã suy tính. Nếu chúng nắm vững nguồn gốc cái địa bàn thì Tùng và Thục mới là chủ chốt. Vì thời gian đó hầu như tôi đã bị tách rời khỏi tổ chức. Thêm nữa tên cảnh vệ bị chúng tôi sập bẫy để đem giúp địa bàn vào trại vẫn thấy nhỡn nhơ. Có lẽ hắn chưa hề biết mình đã làm việc đó. Bấy nhiêu chứng tỏ chúng chưa nắm rõ ràng. Trước tình huống này tôi nghĩ có thể chúng đã tịch thu được địa bàn khi Tùng bị bắn chết và bây giờ đang trên đường điều tra để quy kết tội cho tôi hoặc là thục đồng thời ngăn chặn những liên hệ móc nối của tù binh và dân chúng trong tương lai tôi trả lời báo cáo anh bản thân tôi chỉ được anh tùng cho biết vậy như các anh đã rõ tôi làm tổ thợ cưa chỉ có mấy người hàng ngày đều có một cảnh vệ đi theo canh giữ bên cạnh không thể liên lạc với bất cứ ai gia đình tôi ở xa lại rất ít thăm nuôi tôi cũng chưa từng sinh sống ở vùng này để có người quen biết thì làm sao mà tôi có được địa bàn? Tôi nghĩ với tội trạng vượt trại giam của tôi, nếu tôi có thêm tội cung cấp địa bàn thì cũng không nặng thêm bao nhiêu. Tôi sẽ mạnh dạn khai báo với cách mạng để được hưởng lượng khoan hồng thì có lợi cho tôi hơn. Tất cả những gì tôi biết tôi đã khai báo với các anh từ ngày mới chuyển về đây rồi. Về sau này khi ra khỏi nhà cùm, thuộc bị chuyển đi trại nào không rõ, tôi ở lại trại cũ và về lao động tại Phú Ninh, không hề gặp lại nhau nên cho đến bây giờ không biết về cái địa bàn thục đã khai thế nào và nhất là cô học trò có bị lộ và liên lụy gì không riêng tôi đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng mọi tình huống để tránh tai họa cho người mang ơn là cô bé nên không khai thêm gì nữa có lẽ có sự trùng hợp lời khai giữa tôi và thục nên chúng cũng không hỏi thêm gì nhưng tối hôm đó không rõ tự ý hay do lệnh trên với mục đích dằn mặt tên cảnh vệ gác tặng tôi mấy cái đạp vào lưng và hai đế súng vào vai trước khi lên sạp cùng. Tôi không nhớ tên hắn. Hắn người rong rỗng cao, da ngâm đen, nổi tiếng đánh tù binh bằng bán súng hoặc là nhận nước. Có lẽ nhiều người ở trại Hai Kỳ Sơn còn nhớ. Hôm sau, tôi bị hỏi cung tiếp. Tên cán bộ nêu vấn đề tự tử của tôi vừa qua. Tại sao anh tự tử? Tôi bình thản trả lời, thưa anh, vì tôi muốn tự định đoạt đời mình. Hắn cười gần. Anh muốn thách thức cách mạng à? chúng tôi khoan hồng cho anh học tập cải tạo thành người tốt mới khó chứ còn giết anh thì quá dễ chỉ cần một viên đạn thôi thưa anh tôi không có ý nghĩ đó con người ai cũng tham sống sợ chết cả nhưng tôi cảm nhận trước sau cũng phải chết trong cảnh đọa đầy này nên tìm cái chết thanh thản hơn nếu anh đồng ý tôi xin trình bày tiếp ý nghĩ của tôi chống hai khuỷu tay lên bàn chăm chú nhìn tôi dò xét hất hàm bảo anh tiếp tục đi cảm ơn anh anh cũng rõ hoàn cảnh hiện tại tôi không dại gì thách thức cách mạng chỉ mang thiệt hại vào thân tôi cũng biết giết tôi là việc quá dễ dàng nhưng các anh nói chính sách cách mạng khoan hồng cho học tập cải tạo thành người tốt tôi không thấy như vậy bởi vì đã muốn cho sống thì ít nhất phải cho một vài điều kiện sống tối thiểu của một sinh vật chứ chưa nói đến con người đồng ý trước cách mạng tôi là người có tội tôi sẽ được luật pháp xét xử tôi không đòi hỏi tình thương mà đòi hỏi tình người Tên Đãi không còn bình tĩnh, đứng dậy quát lớn: "Im ngay! Đồ ngoan cố phản động, mày còn sáng suốt để dở giọng điệu tiểu tư sản của mày à? Không cho nói nữa." Nhưng với tác phong nghề nghiệp, tên cán bộ hướng về Đại. "Đồng chí cứ để anh ấy nói hết, rồi nhìn tôi ra lệnh. Tôi cho phép anh trình bày tiếp. Tôi kéo hai tay áo Trizzy mà chúng cho mặc từ sau ngày tự tử được cứu sống, để lộ hai vòng tròn còn tím mờ." kết quả của thời gian mới về giam tại đây. Kéo hai ống quần nỉ lên, được quá đầu gối để lộ những một ghẻ lở và thâm đen như những hạt đậu xanh. Tôi nói, thưa các anh, hai chân đã bị cùm, hai tay lại bị trói, phải thay phiên nhau chịu chết với hai vết bầm này. Không biết đã bao lâu không cho ra ngoài tiểu tiện đại tiện tại chỗ và phân cứ để đó lâu mới cho tự dọn một lần. Không hề cho tắm rửa trong mùa hè nóng bức, với nhà cuồng ngột ngạt đêm đêm phơi mình cho đàn mũi đói tôi nghĩ cách mạng cho cái chết dần dần và tôi muốn được chết sớm cho an lành hơn tên đại thì đứng lên rất giận dữ còn tên cán bộ thì đưa tay ra lệnh cho tôi ngưng nói tất nhiên tội trạng của anh sẽ có pháp luật xét xử nặng nhẹ còn tùy sự thành thật ăn năn hối cải của anh anh đã biết nhà nước ta luôn nặng về giáo dục nhẹ về trừng trị anh phải quán triệt điều đó để tranh thủ sự khoan hồng của đảng và nhân dân những điều anh trình bày chúng tôi sẽ nghiên cứu giờ cho phép anh về nghỉ tối nay anh tập trung suy nghĩ còn vấn đề gì ngoài những điều đã nêu ra hai ngày qua mà anh chưa khai báo ngày mai chúng ta tiếp tục làm tôi lưu ý anh những điều sau đây thứ nhất chỉ có thành thật khai báo anh mới giảm được tội trạng của mình càng che giấu loanh quanh càng nặng tội thêm thứ hai còn nhiều vấn đề cho đến nay anh chưa hề khai báo anh vẫn tưởng chúng tôi không biết à thứ ba những gì chúng tôi hỏi tức là chúng tôi đã nắm rõ rồi hỏi chỉ để đo lường sự ăn năn hối cải của anh mà thôi hôm sau cũng căn phòng cũ nhưng chỉ một mình tên cán bộ hắn nói như đã truyền đạt với anh hôm qua tôi cho phép anh trình bày những gì còn nhớ mà chưa lần nào khai báo qua hai ngày làm việc tôi nhận thấy điểm đặc biệt là mạng lưới tình báo của chúng rất hữu hiệu tôi cố ôn lại tất cả những gì đã làm từ ngày bắt đầu tổ chức vượt trại phải nói trong thâm tâm lúc này đã đến đường cùng tôi không còn sợ tội trạng nặng nhẹ hay tìm lời khai chạy tội cho mình mà chủ đích là khai làm sao để không bị liên lụy đến người khác tôi thấy chỉ còn hai vấn đề thứ nhất là công việc chuyển đồ đạc vật dụng trôn giấu ngoài trại thứ hai gây cấn hơn nếu chúng biết lần gặp và ở lại một đêm với toán dân từ đà nẵng lên làm rừng vấn đề thứ nhất tôi suy đoán thục sẽ đổ cho tùng mà trên thực tế trong việc này chính tùng góp công nhiều nhất tôi cũng sẽ khai như vậy tuy nhiên tôi nghĩ dù có khai hết mọi việc thì cũng vậy thôi vì chẳng liên lụy đến người ngoài hơn nữa đương nhiên muốn trốn thoát để vượt ngàn dặm ra nước ngoài thì phải chuẩn bị lương thực vật dụng cho chuyện băng rừng vượt suối điều này ai cũng biết cần gì phải cán bộ điều tra tội trạng mình sẵn sàng chấp nhận thì chi tiết nhỏ có gì phải quan tâm. Nhận một bản án, nhận một cái chết là điểm tận cùng. Duy vấn đề liên hệ với toán dân thì phải suy nghĩ kỹ lưỡng vì có thể sẽ liên lụy đến những người vô tư và tốt bụng, nhất là ông cựu giáo viên già và chị nấu bếp có chồng đang ở tù. Sau khi hình dung lại từng chi tiết, tôi có phần an tâm vì chắc chắn cho đến bây giờ họ cũng chỉ biết tôi là người bình trị thiên đi tìm trầm bị lạc đã gặp họ và xin tá túc một đêm đặt trường hợp xấu nhất bọn chúng biết chuyện này để điều tra thì họ cũng chỉ khai như vậy tôi nghĩ họ chẳng có tội gì nghiêm trọng ngoài vấn đề không báo cáo với bọn công an biên phòng cai quản họ tôi nói báo cáo anh tôi không còn nhớ thêm điều gì chưa khai báo cả hắn gằn giọng không có vấn đề nào anh tự khai với chúng tôi mà chỉ khi bị hỏi đến thì tìm cách chối quanh chạy tội anh có thấy rõ tội trạng của mình không Tôi đã biết và nhận tội. Thật sự tất cả những điều anh hỏi tôi không tự nhớ lại được vì tinh thần xa suốt, trí óc không còn sáng suốt. Điều gì anh hỏi tôi nhớ lại và đã trình bày thành thật, không hề giấu quanh chạy tội. Hắn chỉ sắp giấy kẹp trong tấm bìa đặt trên bàn. Tất cả những gì anh làm chúng tôi có đầy đủ bằng chứng. Không cần anh phải nhận chúng tôi mới có yếu tố buộc tội. Tình hình chung, hai ngày qua anh làm việc như vậy là không đạt yêu cầu anh còn sáng suốt, còn biết lý luận, biết đòi hỏi nhiều điều. Anh càng ngoan cố thì hậu quả đến với anh càng xấu. Sau bài bản màu đầu, hắn đi vào câu hỏi. Trước khi bị bắt lại, anh đã liên hệ với những ai? Dự đoán chúng đã biết, im lặng một phút như để cố nhớ tôi trình bày. Báo cáo anh, đột xuất trên đường đi một mình sau khi chúng tôi bị tấn công và thất lạc nhau. Tôi có gặp một toán dân làm rừng tại một nhà tranh bên đường, không rõ thuộc vùng nào. Vì quá đói tôi đã ghé vào xin cơm ăn, nói dối với họ tôi là người trong toán đi tìm trầm bị lạc, nhờ họ chỉ đường về Tam Kỳ và xin ở lại đó một đêm. Vì sợ bị lộ tông tích nhất là trong nhóm có một bộ đội nên tôi tránh nói chuyện với họ và họ cũng không nói chuyện nhiều với tôi. Hôm sau tôi tiếp tục lên đường và bị bắt. Tại sao sự việc này anh không khai báo từ trước? Thưa anh, tôi không chú ý vì thấy chẳng liên quan gì đến việc trốn chạy của mình họ chỉ giúp tôi và cho ở lại một đêm vì nghĩ tôi bị nạn họ làm trong tinh thần nhân đạo thấy đói thì cho ăn thấy lạc thì chỉ đường thấy hoạn nạn thì giúp đỡ vậy thôi ở vào hoàn cảnh của anh có lẽ anh cũng làm như vậy trên đây là tất cả những đại ý mà tôi còn nhớ lại được trong những lần hỏi cung tất nhiên cách trình bày chỉ để diễn đạt lại những ý chính mà thôi thời gian qua đã quá lâu không thể nhớ hết chi tiết vụn vặt khoảng nửa tháng sau tôi được lệnh làm tờ tự khai một lần nữa về vấn đề tiếp xúc với toán dân làm rừng tôi đã viết lại đúng tất cả diễn biến xảy ra vì nghĩ rằng làm như vậy tôi được bọn chúng cho là khai báo thành thật phía toán làm rừng chỉ vô tình làm việc tốt vì không biết tông tích của tôi chẳng có tội gì tuy nhiên không biết bọn cộng sản bất nhân vô luật pháp với chiến lược thà giết lầm còn hơn bỏ sót chúng đã hành xử ra sao với chú trưởng toán và chị nấu bếp có lẽ nhờ sự trình bày của tôi Đúng người có chức năng nên từ sau ngày gặp tên cán bộ trung ương, mỗi ngày chúng tôi được cho ra ngoài từ 5 đến 10 phút, vừa hít thở không khí vừa dọn dẹp vệ sinh cá nhân. Dù vẫn đi tiểu vào máng tre, nhưng mỗi lần đại tiện được cảnh vệ gác dẫn ra nhà vệ sinh. Mỗi tuần được dẫn ra suối phía trước trại tắm một hoặc hai lần. Tôi xin đề cập đến một sự kiện khá đặc biệt xảy ra vào thời gian này. Có một anh cảnh vệ tên Long, khoảng trên dưới 20 tuổi, người trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt bầu tròn, dáng vẻ như một học sinh. Hầu hết những thằng cảnh vệ canh gác và dẫn tù binh đi lao động hàng ngày đều rất khó khăn và luôn tỏ thái độ hận thù, thường nạt nộ đánh đập hoặc tích cực thúc giục tù làm việc. Vài tù binh bị mấy tên cảnh vệ hợp sức nhận nước đến gần chết. Có thằng đánh tù bằng bán súng, dùi cây rất tàn nhẫn, dù anh tù chẳng vi phạm điều gì quá đáng. Ngược lại, Long luôn tỏ ra hiền lành, đối xử với tù binh rất đứng đắn. Không rõ do bản tính thiên bẩm hay vì Long cũng có cha anh, bà con thân thuộc, ở vào hoàn cảnh như chúng tôi. Khối nào, tổ nào được Long dẫn đi lao động thì ngày đó xem như được xả hơi thoải mái. Long thường bảo tù binh cứ từ từ làm việc. Anh lân la bên một số người để nghe kể chuyện kiếm hiệp, chuyện tình cảm xã hội hoặc nghe hát những bản nhạc tình miền Nam. Vốn có nhiều anh em còn nhớ và hát rất hay, long còn lãnh nhiệm vụ trông chừng để tù binh đứng nghỉ và báo động khi có quản giáo hay cảnh vệ khác đến mỗi lần đến phiên gác nhà cùm long thường đưa vào cho tôi một cái kẹo một cái bánh một miếng đường hoặc là một củ sắn củ khoai đôi khi một điếu thuốc long đã mồi lửa sẵn và canh phía trước cho tôi hút lúc đang tuyệt vọng có một nguồn vui nhỏ cũng được nguồn an ủi lớn sự việc đặc biệt về long tôi nhớ mãi và kể sau đây như một định mệnh thượng đế đã sắp đặt cho tôi để long làm như vậy thời gian tuyệt vọng kéo dài đã hai lần tìm cái chết bất thành tôi vẫn thường tự hỏi tại sao mình lại hèn hạ quá trước khi cùng nhau tổ chức chuyện ra đi tôi đã tự quyết định nếu bị bắt lại sẽ tự tử hoặc tạo điều kiện cho chúng bắn chết chứ không chịu nhục để chúng hành hạ vậy mà từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác ý chí của mình luôn bị bản năng yếu hèn chinh phục phải xác nhận từ đáy lòng tôi không phải là người quân tử nên vẫn tham sống sợ chết trong hoàn cảnh hôm nay tôi đã đánh lừa ý chí của mình bằng vài nguồn hy vọng để bám víu vào sự sống nhiều đêm chăn trở trong cùm tôi ước có được một vật gì có thể làm tôi chết tức khắc như một phát súng hay một liều thuốc độc để tôi khỏi bị rằng co giữa cái sống và cái chết vẫn nuôi ý định tự tìm cái chết cho mình và lần này tôi đặt kế hoạch treo cổ vì nghĩ rằng khi đã có những vật dụng cần thiết thì cái chết đến dễ dàng nhanh chóng không bị bản năng yếu mềm ngăn cản. Trần nhà cùm kết bằng những dây rừng song song cỡ cườm tay. Vì độ cong thẳng không đều nên có những kẽ hở giữa các cây. Nếu có một đoạn cây nhỏ chắc cỡ ngón chân cái dài 10cm và một đoạn dây kẽm gai, thì từ vị thế nằm ngửa khi cùm có thể dùng sợi dây kẽm buộc vào khúc cây, đưa lọt qua khe hở, rồi xoay 90 độ thì sẽ có một điểm treo chắc chắn để buộc dây thòng lọng và treo người lên. Tôi nghĩ kế hoạch đó trong khả năng thực hiện và bắt đầu tìm vật liệu. Gồm một dây kẽm, dây kẽm gai dài cỡ một mét, một đoạn cây gỗ hoặc là tre tròn bằng ngón chân cái, dài từ 8 đến 10 cm, dài hơn và lớn hơn không lọt qua được một kẽ hở, đang có trên nóc nhà cùm. Một sợi dây bền dài cỡ một sải tay, treo cổ ở vị thế hai chân vẫn ở trong cùm. Toàn thân người hỏng khỏi sạp tre như ngồi gập 90 độ. Tôi đã ướm thử xem độ lỏng của lỗ cùm với cườm chân trườn người lên tối đa có thể tự đưa đầu vào lỗ thòng lọng hay không. Dù hơi khó khăn, nhưng nếu chịu đau tối đa trong một khoảng khách thì cũng làm được vì nếu lỗ thòng lọng thấp thì dù mông hỏng khỏi sạp nhưng sẽ bị phản xạ hai tay chống cưỡng lại. Đoạn kẽm gai tôi tháo từ nhà vệ sinh khi dẫn đi cầu tên cảnh vệ đứng từ xa hắn chỉ thấy tôi từ cổ trở lên tôi mở dây kẽm gai buộc ở các cột lớn cuộn quanh bụng đem vào nhà cùm khúc cây nhỏ tôi dùng con sẻ bằng tre dài gần gang tay vốn được đẽo tròn để chịu các đầu kèo nhà thường làm bằng đoạn tre gộc rất chắc tôi đã dùng chân như vô tình đá phải mỗi lần đi tắm về để chuyển từ từ đến gần nhà cùm và lấy được vào trong một lần anh long dẫn đi tắm về cái khó tìm nhất là đoạn dây bền dài cỡ một mét rưỡi. Đã nghĩ đến nhiều nơi nhưng không đâu có thể lấy được. Tôi thử xé tay áo Tracy đang mặc buộc lại nhưng không đủ sức chịu vì vải lâu ngày đã bị bở do mồ hôi. Tôi đang nghĩ phải tìm cách có được cái áo mới. Tình cờ một hôm trên đường đi tắm về, ngang qua xào tre phơi áo quần của bộ đội, tôi thấy một cái mền đang phơi mà chu vi được may viền hình chữ V bằng sợi dây bố. Tôi liền nhớ lại loại mền này tôi cũng có một cái dùng từ khi vào tù mà trước khi đi tôi cho anh đoàn cẩn mượn. Có lẽ anh đang sử dụng. Nếu gỡ hết dây bố viền quanh mền và bện lại sẽ được một sợi dây đúng yêu cầu. Tôi sắp đặt kế hoạch thực hiện. Mấy ngày sau đúng phiên gác anh Long, tôi vờ đau bụng tiêu chảy xin đi cầu nhiều lần và lên cơn sốt. Nhờ Long xin bộ chỉ huy trại cho y tá tù binh là anh Tống Châu Toàn lên nhà cùm khám bệnh và cho thuốc. Sau đó nhờ anh Toàn và Long xin trại cho mượn tạm cái mền của tôi ở anh Cẩn. Khi hết sốt sẽ hoàn trả. Ngay tối đó không biết Long có thông qua bộ chỉ huy trại không, nhưng anh đã đem vào đúng cái mền của tôi. Rất mừng vì viền dây bố quanh Chu Vi vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi tháo hết dây hàng đêm tôi mò mẫm xe lại thành một đoạn dây dài hơn sải tay với 4 năm sợi nhỏ kết hợp khá chắc chắn. Tất cả vật cần thiết đã được giấu dưới sạp nằm. Bọn chúng nghĩ trong nhà cùm là cách ly tuyệt đối nên không có khám xét bất thần. Hơn nữa với mùi hôi nồng nạc hiếm khi bọn chúng bước vào nên không sợ bị phát hiện. Tôi chọn ngày trăng tròn có thể là rằm tháng 7 hay là tháng 8 âm lịch lúc 12 giờ đêm để đưa thân xác tôi về với cát bụi. Không biết những tù tử tội đợi ngày hành quyết có cảm giác thế nào. Riêng tôi hầu như mấy ngày cuối rất ít ngủ. Có lúc thấy tâm hồn bình thản mang chút hận đời, có lúc lại cảm xúc bùi ngùi rồi khóc một mình. Đó là khi nghĩ về cha mẹ vợ con, gia đình mà tôi đành dứt bỏ trong niềm đau khổ vô biên. Hy vọng lần này sẽ thành công vì các vật dụng đều tốt và bản năng yếu mềm sẽ không có thời gian để khuất phục ý chí. Vì chỉ đưa vòng tròn vào cổ thả tay là xong, chỉ một khoảnh khắc giữa hai bờ sống chết. Như đã nói nhà cùm, tôi và Thục cách nhau chừng 50 mét, nên hàng đêm chỉ có một cảnh vệ gác chung vùng núi rừng hẻo lánh, không có nơi giải trí. Thường trước giờ đi ngủ, bọn cảnh vệ tụ tập trước sân, gần hai nhà cùm để đùa giỡn, nói chuyện. Tên cảnh vệ gác thỉnh thoảng dùng đèn pin rọi vào nhà cùm kiểm soát. Nhà cùm tôi quay mặt hướng gần chính đông, nên mỗi sáng ánh mặt trời rọi vào ngay chỗ nằm, qua khoảng hở phần trên cửa. Hoặc những đêm trăng, tôi có thể ngồi để theo dõi sự xê dịch của chị Hằng qua từng đọt cây kẽ lá đêm nay trăng nhô lên tròn vành vạnh trên bầu trời nhiều sao sáng tôi tự nhủ đây là mùa trăng cuối cùng ở cõi dương thế này tiếng côn trùng vẫn vang vọng trong đêm tiếng mũi vẫn vo ve trong bóng tối nỗi nhớ thương vẫn tràn đầy trong trái tim còn son trẻ của nửa đời người với bao ước vọng không thành tôi bình thản đi vào cõi chết ôi những con người việt nam vong bản tôn thờ một chủ thuyết ngoại lai không tưởng để gây hận thù, chém giết đồng bào ruột thịt, để trà đạp lên lịch sử giống nòi. Tôi chết đi trong sự hận thù đầy ái của Cộng sản Việt Nam. Nhưng triệu triệu người Việt một ngày sẽ phá tung xiềng xích áp bức man rợ của bọn người cuồng tín để trả lại bản chất hiếu hòa, yêu chuộng tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngày mai một kiếp người ra đi vội vã, linh hồn tôi nếu có, không biết sẽ đi về đâu nhưng chắc chắn thoát khỏi những hệ lụy hôm nay. Xác một thằng tù sẽ được bó lại, vùi vội ở một hố nông nào đó, thời gian sẽ xóa mờ nỗi nhớ thương của những người thân như tôi chưa hề được sinh ra trong cõi đời này. Biết đâu đêm nay là rằm tháng 7, ngày Vu Lan báo hiếu của nhà Phật. Mẹ ơi, con phải vĩnh biệt mẹ, đáng lẽ con phải khóc mẹ, nhưng bây giờ mẹ lại khóc con. Mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn, con biết tình thương mẹ dành cho con hệt như tình thương con dành cho những đứa con của con vậy mẹ sẽ đau khổ biết bao khi biết con trai mẹ không còn nữa nhưng hoàn cảnh này không cho con sống để trở về gặp mẹ để mong ngày báo hiếu cho mẹ còn ai để cho mẹ nguồn vui còn ai để mẹ ngày ngóng đêm chờ cánh đoàn tụ còn ai để mẹ xoa đầu vuốt má chảy những dòng nước mắt sung sướng vui mừng mỗi lần con từ mặt trận trở về và còn ai để mẹ hy vọng ngày trăm tuổi có người thờ phục. Xin mẹ nghĩ rằng, con mình đã hy sinh nơi chiến trường vì một viên đạn vô tình đền xong nợ nước non. Có sinh thì phải có tử, phải không mẹ? Con chết trước mẹ, âu cũng là định mệnh của mỗi con người. Mẹ khổ vì chồng chết sớm, mẹ đau vì con chết trẻ, cũng là định mệnh đã an bài cho mẹ. Con sẽ gọi mẹ một lần cuối trước khi đi vào cõi thiên thu, để biết rằng con thương mẹ suốt đời có lẽ đã sắp nửa đêm ánh trăng đã đứng đỉnh đầu khuất sau mái nhà cùm rải lên cảnh vật một màu vàng dịu mát bọn cảnh vệ đã đi ngủ chỉ còn tên đứng gác thỉnh thoảng nghe vài tiếng ho khan của hắn tôi bắt đầu buộc dây vòng tròn thòng lọng vào giữa đoạn con sẻ dùng đoạn kẽm gai đưa khúc cây qua kẽ hở đã chọn trên trần nhà cùm xoay 90 độ và níu thử. Sức khỏe đã suy giảm nhiều và kẽ hở không đúng vị trí lý tưởng, phải hơi ngã người về sau nên dùng sức mạnh hai tay níu người lên hơi khó khăn. Tất cả đã vào vị trí theo ý muốn, tôi nằm xuống sạp tre cầu nguyện an lành cho những người thân. Giờ phút này tôi nghĩ đến vợ tôi nhiều nhất, tình yêu chúng tôi thật trọn vẹn tinh khiết trong đời sống hai vợ chồng đã hai con. Chúng tôi chưa một lần làm điều gì phật lòng nhau nàng yêu thương tôi với tình yêu đúng nghĩa nhất tôi cũng yêu thương nàng như vậy tình sâu nghĩa nặng đó càng làm đau xé tâm can tôi trước giờ vĩnh biệt nàng phải ở lại cõi đời một mình phải trở thành quá phụ khi còn quá trẻ nàng phải là thân cò đơn lẻ lặn lội nuôi nấng hai con thơ dại đành thôi em nhé nếu có linh hồn linh thiêng sau sự sống anh sẽ trở về với em và các con anh sẽ phò trợ cho em trong đoạn đời bạc béo của em còn lại anh sẽ tìm cách để em biết rằng trái tim anh tan nát thổn thức trong tình yêu thương chân quý dành cho em trước giờ lâm chung tôi tự nhủ thôi đừng lưu luyến nữa định mệnh đã an bài hãy can đảm chấp nhận nỗi bất hạnh phải đến tôi hít đầy hơi thở cuối cùng để lấy hết sức lực còn lại níu người lên vòng tròn cùm cọ vào cườm chân đau bút. Tôi cố ráng, ráng thêm chút nữa. Lần đầu thiếu tính toán, bàn tay tôi nắm giữa đoạn dây có vòng tròn thòng lọng, nên khi đưa cầm chạm được dây thì không thể đưa đầu vào được vì nửa vòng tròn đã bị trọng lượng kéo xếp lại. Thả người xuống để lấy sức vì đã quá mệt. Lần này phải ráng người thêm nữa để nắm được phần dây trên vòng tròn thòng lọng một tay giữ đó, tay còn lại cố đưa vòng tròn qua đầu. Khi đưa được gần hết cầm vào vòng tròn, phải trườn người thêm nữa, gục đầu về trước thêm nữa mới lòn qua được. Đang loay hoay với những động tác khó khăn đó, thì nghe tiếng rắc khô khan, đoạn con sẻ đã gãy, toàn người tôi rơi xuống sạp tre. Tên cảnh vệ nghe tiếng động tiến đến rọi đèn pin qua cửa hỏi, Làm gì đó? Toàn khúc dây và đoạn tre tôi đã ôm trọn vào người, cố lấy giọng bình thản trả lời hắn. Tôi trở mình vì đêm nay mũi nhiều quá không ngủ được. Sau khi rọi qua lại mấy lần, không có gì khả nghi hắn bỏ đi. Lại một lần nữa bị chắc trở, cuộn dây và sợi kẽm tôi giấu lại dưới sạp nằm, dự trù những lần đi tắm sẽ tìm khúc cây khác. Mấy ngày sau, anh Long dẫn đi tắm. Thường những cảnh vệ khác cho tắm khoảng 5 phút, chỉ đủ thì giờ trầm mình cho mát và kỳ cọ qua loa hoặc giặt sơ xài cái quần nỉ và cái áo len mặc từ ngày bị bắt lại quần thì phải mặc ngay khi đang ướt vì khi đã đưa hai chân vào cùm không thể mặc được riêng áo có thể phơi trên sạp nằm khi khô tự mặc vào vì tình trạng này nên để tránh bị lỡ mông rất hiếm khi giặt quần thà để hôi hám còn hơn riêng long cho tắm thoải mái bao lâu cũng được khi xong tự lên bờ anh dẫn về ngoài ra anh thường gói sẵn một mảnh giấy nhỏ ít bột giặt cho gội đầu và trà ghẻ nhất là ở vùng mông và háng biết tình cảm của long đối với tù tôi nói tôi cần một đoạn cây ngắn để gãi lưng khi về ngang qua trại nhờ anh nhặt giúp cho một đoạn tre làm con sẻ tôi thấy có một số ở gốc mít gần nhà ăn lúc đầu anh đồng ý lát sau không biết nghĩ thế nào anh hỏi lại có thật anh dùng gãi lưng không thật anh ạ à, vì sạp nằm bây giờ có nhiều rệp phải gãi liên tục không thể ngủ được không biết có vì định kiến không? Tôi thấy Long có nét suy tư nghi ngờ anh nói. Tôi biết anh có ý gì khác, anh cứ nói thật, nếu được tôi giúp cho. Câu khẳng định của Long làm tôi trột dạ, như có một giác quan đặc biệt để Long đọc được ý nghĩ của mình. Tôi mạnh dạn bào chữa, thưa anh, đâu có ý gì khác, anh cũng biết ngứa mọi chỗ đều gãi được, chỉ vùng lưng không gãi được rất khó chịu, nhất là ngứa do rẹp cắn. Khi cùng tôi xong Long hứa, thôi, phiên gác tới tôi sẽ đem vào cho anh vài hôm sau long không cho tôi con sẻ tre như đã nói mà anh đem vào một đoạn mây dài hai găng tay một đầu được dùng lửa uốn cong rất tiện để gãy ngứa có lẽ long tự làm đoạn mây này tôi giữ làm kỷ niệm đến khi chuyển về trại cải tạo an điềm bị lạc mất trong một lần khám xét bất thần rất tiếc đồng thời anh vào nhà cùm lục xét như đã biết tôi có cất giấu một vật gì Tôi cố nằm che nhưng anh cho lệnh ngồi dậy. Cuối cùng anh lấy từ dưới vạt tre ra sợi dây bố và đoạn kẽm gai. Nhìn tôi hỏi. Những thứ này anh để làm gì? Tôi điềm tĩnh trả lời. Đoạn thép để gãi lưng còn cuộn dây dùng răng phơi quần áo. Không biết Long có tin lời tôi không, nhưng anh chăm chú nhìn cuộn dây, một đầu có buộc sẵn vòng tròn thòng lọng, rồi nhìn lên trần nhà cùm. Có lẽ anh đủ thông minh để phán đoán ý định của tôi. Anh nhỏ nhẹ tâm tình. Đã một lần anh tự tử rồi. Coi anh như người anh, tôi khuyên anh nên bình tĩnh. Anh còn trẻ, đời còn dài, không nên tuyệt vọng. Anh phải sống để rồi có ngày về với vợ con, gia đình làm lại cuộc đời. Những lỗi lầm của anh không quan trọng lắm đâu. Cùng lắm bị cù một thời gian rồi tiếp tục cải tạo. Tôi đã nghe vậy. Tôi không biện minh gì được chỉ cúi đầu và bùi ngồi xúc động qua lời khuyên của Long. Anh tiết lộ thêm, có lẽ các anh sắp được thả ra vì trại qua công tác mới, sẽ rời đi nơi khác. Tôi biết tin này từ tổng trại, bộ đội chúng tôi đang sửa soạn đến trại mới. Sợ anh tuyệt vọng làm điều thiệt hại cho mình, nên tôi cho biết để anh yên tâm và cố gắng phấn đấu. Nói rồi, Long lấy những vật thu được và lặng lẽ khóa cửa nhà cùm. Trong suốt đoạn đời tù tội cho đến bây giờ, Long vẫn có trong tôi hình ảnh một thanh niên hiền lành, đạo đức, dễ thương. Tôi đã nhiều lần tự nghĩ, sợ dĩ mình còn tồn tại để gặp lại vợ con và gia đình. Và hôm nay, tại quê hương mới, có được nếp sống tự do, đầm ấm, hạnh phúc. Một phần đã nhờ ơn Long. Những gì Long làm như có một phép màu xui khiến, có lẽ định mệnh đã an bài cho tôi. Thời gian ngắn sau, Đúng như tin anh Long cho biết, một số tù binh trại Hai Kỳ Sơn bắt đầu được chuyển về Phú Ninh, mà sau này khi ra khỏi cùm tôi mới biết đó là địa danh một xã đồng bằng, chỉ cách thị xã Tam Kỳ 6 km về hướng tây. Hầu hết tù binh đều phấn khởi vì vùng này có nhiều dân chúng, không khí ít héo hon hơn, và nhất là gia đình thăm nuôi dễ dàng hơn vì có đường xe đến tận trại thay vì thân nhân phải gồng gánh hàng chục cây số đường rừng như thời gian qua mọi người trong tù đều ưu tư vì mỗi lần muốn thăm chồng thăm con thăm cha vợ thì tay yếu chân mềm con thì nhỏ dại cha mẹ thì già yếu mà phải lặn lội băng rừng vượt suối không kể đêm ngày nguy hiểm để được gặp mặt vài phút và tiếp tế thực phẩm cho người thân vốn đang đói khát thèm thuồng và tuyệt vọng trong trại cải tạo chữ thăm nuôi thật trọn vẹn nghĩa cho hoàn cảnh tù ngoài vấn đề đến tận nơi nhìn tận mặt để biết chồng mình con mình cha mình vẫn còn sống dù héo hắt gầy mòn còn vấn đề nuôi cũng không kém phần quan trọng bởi vậy mọi gia đình chắt chiêu bòn mót bất cứ thứ gì ăn được để bới sách mỗi lần thăm nuôi là gồng gánh tay sách nách mang qua nhiều cây số đường rừng rất nặng nề cực nhọc mọi tù binh đều thấu hiểu nỗi gian truân này và sự đói nghèo thiếu thốn của gia đình vợ con ngoài xã hội nhưng vẫn ngóng mong được thăm nuôi vì ngoài nguồn an ủi tình cảm còn có được thực phẩm để chế ngự phần nào cơn đói khát thèm muốn trong tù. Một buổi tối, có lẽ gần cuối năm, hai cảnh vệ đến mở cùm, dẫn tôi về khu cải tạo. Tù binh toàn trại đã tập họp trước sân, chung quanh có nhiều cảnh vệ gác, trại trưởng và những quản giáo ngồi sau một bàn dài, đặt đối diện với tù binh. Tôi được lệnh xếp vào với thám và thuyết đã được dẫn ra từ trước thành một hàng ngang, đối mặt với dãy bàn. Thục được dẫn ra sau, sau những lời màu đầu về chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, căn cứ vào sự thành thật ăn năn hối cải của chúng tôi sau thời gian thi hành lệnh phạt vân vân Trưởng trại đọc quyết định của Tổng trại Hai Kỳ Sơn cho chúng tôi chấm dứt bị cùm trước khi trở về nếp cải tạo cũ cùng đồng đội phải tiếp tục thi hành cưỡng bức lao động riêng 3 tháng để đo lường thử thách. Khi tổ chức vượt trại, tôi, Thục và Tùng đều từng bàn luận chuẩn bị đón nhận một bản án nặng có thể tử hình hoặc tù trung thân nhẹ cũng từ 10 đến 20 năm nếu bị bắt, chúng tôi đã xác định hoặc là thành công hoặc là chết. Bởi vậy sau khi nghe quyết định như vậy, bản thân tôi rất ngạc nhiên, pha lẫn vui mừng. Ngạc nhiên vì từ ngày bị bắt lại, tôi nghĩ bằng cách này hoặc cách khác, chúng tôi cũng phải chết dưới tay chúng. Tôi có hai suy luận. Một là chúng đánh giá khi vượt trại chúng tôi đã không gây thiệt hại nhân mạng nào cho chúng, mà chỉ vì túng quẫn tuyệt vọng nên có hành động liều lĩnh không mang tính cách chính trị thứ hai trong phạm vi tổng trại hai kỳ sơn chúng tôi là những người tù đầu tiên tổ chức vượt trại nên chúng muốn giải quyết nội bộ để tránh bị điểm xấu trong việc thi đua cai quản tù binh với các tổng trại khác dù cách nào chúng tôi cũng là những người được may mắn còn sống sót sự may mắn đó thấy rõ so với những cá nhân hoặc tổ chức vượt trại sau này nhất là khi toàn tù binh bị chuyển qua bộ nội vụ hà nội do ngành công an cai quản khi đã bị bắt lại hoặc bắn tại chỗ hoặc bị xử tử hình như trường hợp Đại úy Hưng, pháo binh, bị bắt lại khi vượt trại ở sườn giữa An Điềm, đã bị kêu án tử hình trong phiên tòa tổ chức ngay tại trại cải tạo An Điềm khoảng năm 1979. Những người không đứng trong tổ chức cũng bị án từ 14 đến 20 năm. Tôi xin kết thúc đoạn hồi ký này ở đây. Tất cả những gì viết lại qua hồi tưởng bản thân tôi chỉ muốn nói lên một hoàn cảnh điển hình của quân cán chính việt nam cộng hòa phải chịu đựng trong vô số nhà tù cộng sản từ bắc chí nam sau vận nước tôi biết đã là hồi ký thì phải trung thực nên có sao tôi kể vậy và nghĩ gì tôi viết nấy cũng như từ đầu tôi luôn mang ý nghĩ mình không là và không thể một người hùng mà chỉ làm hành động một con giun đạp đằng này phải vùng đằng khác như câu nói thường tình của dân gian việt nam từ sau khi trở lại nếp cải tạo cùng tất cả đồng đội, dù trong đầu tôi còn mang ý tưởng đào thoát nhưng không thực hiện được, một phần ý chí có bị hao mòn vì khổ lụy và nghi ngờ những tổ chức chống cộng trong và ngoài nước. Không biết thực hư thế nào mà thỉnh thoảng lại thấy một số anh em trong tổ chức phục quốc bị đưa vào trại. Những tổ chức bên ngoài thì im hơi lặng tiếng, trong khi dân chúng càng ngày càng đau khổ và thế hệ trẻ tiếp nối càng lớn lên trong nền giáo dục của Việt Cộng một phần ngành công an chuyên về cai quản tù họ có nếp tổ chức cách sinh hoạt ít kẽ hở để lợi dụng tổ chức sau nữa qua kinh nghiệm thất bại vừa qua tôi nghĩ rằng muốn vượt trại tù để ra nước ngoài dễ thành công nhất là chỉ đi một mình qua móc nối với bên ngoài nhất là gia đình chỉ nên đi theo đường bộ với giấy tờ giả mạo và đã có tổ chức trước từ bên ngoài để vượt biên để kết luận tôi xin mượn ý nghĩa câu nói chỉ có người phi thường mới làm được việc phi thường tôi không thể là người phi thường viết theo trí nhớ khi đến định cư tại indianapolis indiana usa trần cảnh các bạn đã nghe xong phần cuối hồi ký vượt trại giam của tác giả trần cảnh trong phần cuối của cuốn hồi ký này thiên hoàng đã thật sự xúc động vì lòng tốt của anh long và điều này cho chúng ta thấy rằng trong xã hội cộng sản vẫn còn những người có một cái tâm tốt như là anh long có lẽ các bạn đã nghe qua hồi ký của cha nguyễn hữu lễ tựa đề là tôi phải sống trong quyển sách đó cha cũng có gặp được một người quản giáo rất là tốt và hiện nay cha đang muốn đi tìm người quản giáo đó ngày mai thiên hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện cha muốn đi tìm người quản giáo đó và cha muốn nhờ báo chí hoặc là phương tiện đọc truyện như thiên hoàng để mà tìm ra cái người quản giáo đó có lẽ là cha muốn trả ơn cho anh ta cho nên ngày mai thiên hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện cha Nguyễn Hữu Lễ đi tìm người ơn của cha